Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường với nhiều sự cạnh tranh khốc liệt, việc vận hành và phát triển doanh nghiệp không phải là vấn đề đơn giản. Với sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu hoàn toàn khác biệt, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Nguồn Sống Việt đã mạnh dạn bước chân vào thị trường bán lẻ Việt Nam từ năm 2007. Với doanh số tăng trưởng vượt bậc liên tục trong nhiều năm, đến nay, Nguồn Sống Việt vẫn tiếp tục chiếm lĩnh thị trường phân phối sản phẩm điện gia dụng tại Việt Nam. Với sự đa dạng về chủng loại sản phẩm như máy ép chậm thế hệ mới, công nghệ ép lạnh giữ nguyên 100% chất dinh dưỡng và enzyme có trong trái cây và rau củ. Nồi chiên nướng không dầu công nghệ mới xoáy nhiệt tách dầu giảm đến 90% lượng dầu mỡ. Bếp điện từ hồng ngoại cao cấp, máy lọc không khí, quạt lạnh và các thiết bị điện gia dụng khác được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan và các quốc gia khác. Công ty Nguồn Sống Việt độc quyền phân phối 5 thương hiệu lớn như Magic Eco, Iruka, Magic Korea, Weiji, Buhyung tại thị trường Việt Nam. Công ty Nguồn Sống Việt hiện đang là đối tác chiến lược của Điện Máy Thiên Hòa, Điện Máy Chợ Lớn, Điện Máy Ecomax, Điện Máy HC, Bico, Nguyễn Kim, Co-opmax, Ionmon, Gomon, Imax, Megamarket, Lottemax. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng được phân phối trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Meta, Sen Đỏ và các kênh TV Home Shopping lớn như SCJ, AZ Shop, VTV Hyundai, VGS Shop. Bên cạnh việc phát triển nền kinh doanh, công ty Nguồn Sống Việt đã kiến tạo thành công đội ngũ nhân sự cốt lõi, vững mạnh để vững vàng tiến bước và vươn xa.